Ngày 4 tháng 8, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang cho biết, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 1 tháng 8, tại trạm kiểm soát Liên hiệp đường bộ cửa khẩu Khánh Bình, đơn vị này đã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình và công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi xách theo một túi ni lông màu đen, đi bộ vào đường dành cho phương tiện vận tải xuất cảnh mà không đi vào luồng dành cho hành khách xuất nhập cảnh theo hướng từ Việt Nam sang Campuchia. Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, lực lượng kiểm soát đã mời người này vào khu vực kiểm tra hành lý của trạm thì phát hiện bên trong túi ni lông có hơn 370 vòng kim loại màu vàng với trọng lượng khoảng 1,2 kg. Kết quả giám định cho thấy số kim loại này là vàng, ước tính trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Khai nhận ban đầu với cơ quan hải quan, người đàn ông này cho biết tên là Thang Hào, sinh năm 1982, sinh sống tại thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã bàn giao đối tượng vận chuyển, hồ sơ, tang vật cho phòng PC03 Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Ngày 4 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân cô gái 30 tuổi, người nước ngoài rơi lầu chung cư tử vong. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, lao công chung cư trên đường Phước Thiện, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức đang làm việc thì phát hiện một người rơi từ trên cao xuống. Chạy lại kiểm tra, lao công thấy người phụ nữ đã chết nên trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Theo đó, nạn nhân ở cùng bạn trai thuê ở căn hộ lầu 17. Thời điểm nạn nhân rơi lầu tử vong, người bạn trai đang ở trong nhà. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ Nguyễn Công Sơn, sinh năm 1996, trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, và Vi Văn Kha, sinh năm 1996, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo kết quả điều tra, vào năm 2022, Nguyễn Công Sơn đã đăng ký tạo lập quản trị nhóm trên mạng xã hội Telegram với mục đích để bản thân và một số thành viên trong nhóm đăng tải chia sẻ các hình ảnh, video clip có nội dung khiêu dâm đồi trụy. Chỉ tính từ cuối năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, Sơn đã đăng tải 5.209 tập video, 886 tập hình ảnh có nội dung khiêu dâm đồi trụy cho các thành viên trong nhóm. Căn cứ tài liệu ngày 6 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Sơn về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tiến hành mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vi Văn Kha về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng khác có liên quan. Do có nhiều phát biểu xúc phạm tại các buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhơn, sinh năm 1956, trú tại phường Quảng Thuận để điều tra. Theo hồ sơ vụ án, trong các ngày 4 tháng 5 năm 2023 và 2 tháng 10 năm 2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Văn Nhơn đã tham gia phát biểu ý kiến với nhiều nội dung có dấu hiệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Văn Nhơn còn sử dụng trang Facebook cá nhân có tên Cao Tuổi Bản Tin để đăng tải các video, chia sẻ bài viết có nội dung cắt ghép xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở các địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Ba Đồn cáo buộc hành vi của Nguyễn Văn Nhơn đã có đầy đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, được quy định tại khoản 1 điều 331 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an thành phố Đồng Hới vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Bình triệu tập TNH 34 tuổi, trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới để xử lý vì có hành vi lên mạng xã hội đăng tải các bài viết bịa đặt, sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7, TNH sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải 3 bài viết với các dòng từ lóng, mỉa mai, bịa đặt, sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cơ quan công an, TNH thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết sau đó đăng tải bài đính chính, công khai xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Đồng Hới lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính TNH số tiền 7,5 triệu đồng.